tay cá hổ, co quẩy, phàn dậu, món Xin chào quý anh chị và các bạn buổi chiều ha Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn chủ đề tiếp theo số 318 Thì cái chủ đề hôm nay mình vẫn tiếp tục chia sẻ cho quý anh chị và các bạn là 14 câu nói thực dụng người Hồng Kông hay dùng Rất là dễ, hãy dạng? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn hỏi là tôi có thể ngồi xuống không tôi có thể ngồi xuống không thì chúng ta hỏi như thế này ngọ hỏi gì chọ tấy ma ngọ hỏi gì chọ tấy ma ngọ là tôi hỏi gì là có thể à, hỏi gì ma hỏi gì ma có thể không có thể cái gì đó không thì là hỏi gì ma hay là họ um, họ gì đều được khấu dạng thì quý anh chị bạn lưu ý ha chọ là ngồi chọ tấy là ngồi xuống có chọ có xì dấm không đọc sọ không đọc tọ không đọc thọ và cũng không đọc chọ mà là chọ 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 tấy là ngồi xuống rồi chúng ta cùng nhau hỏi lại nè ngọ hỏi gì chọ tấy ma ngọ hỏi gì chọ tấy ma có nghĩa là tôi có thể ngồi xuống không thì người đối phương trả lời như thế này có thể mời ngồi hay là được mời ngồi thì sẽ là hỏi gì chỉnh chọ hỏi gì chỉnh chọ hỏi gì là có thể theo dạng uh, chỉnh chọ chỉnh là cái lời mời ha chỉnh là cái lời mời chọ là ngồi chỉnh chọ là mời ngồi chúng ta cùng nhau đọc lại hỏi gì Chỉnh trọ. Hỏi gì? Chỉnh trọ. Hỏi gì chỉnh trọ? Có nghĩa là có thể hay là được. Mời ngồi. Rồi tiếp tục. Thí dụ như là à, chúng ta muốn nói là bạn đã gọi nhiều món ăn thế. Thì chúng ta nói như thế nào? Bạn đã gọi rất nhiều món ăn thế. Chúng ta nói như thế này. Lị kêu trọ hổ tó dẻ sực cả. Lị... Kiêu chỏ hủ tó dẹ sệt cả thì chúng ta cùng nhau giải thích là lị là bạn kêu là gọi cái gì đó đã qua thì sẽ là chỏ bây giờ kêu chỏ là đã gọi đã kêu thế nhận gọi món kêu chỏ hủ tó hủ tó là rất nhiều rất nhiều gì dạ sệt Dẹ sệt là món ăn cà có nghĩa là thế rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè Lị kêu chỏ hữu tó dạ sực cả Lị kêu chỏ hữu tó dạ sực cả Có nghĩa là bạn đã gọi rất nhiều món ăn thế Rồi tiếp tục à, Thì chúng ta muốn nói là tôi không khách sáo đâu nhé thì có món ăn là bắt đầu mình phải ăn hướng dạng thì mình nói là tôi không khách sáo đâu nhé chúng ta nói như thế này ngọ mhaki kawo ngọ m ha khi ca wo ngọ m ha khi ca wo có nghĩa là tôi không khách sáo đâu nhé chúng ta cùng nhau giải thích thì ca wo có nghĩa là đâu nhé ha thì những cái từ này chúng ta có thể bỏ cũng được ha nói cũng được mà bỏ cũng được ha thì ngọ là tôi m ha khi ha khi là khách sáo m ha khi là không khách sáo ngọ m ha khi tôi không khách sáo Ngom ha khi cơ Ngom ha khi cơ Có nghĩa là tôi không khách sáo đâu nhé Rồi tiếp tục Thí dụ chúng ta muốn nói là Cái gì đó ngon quá Thì sẽ là hủ hủ mì Hủ hủ mì à, mì có nghĩa là mì tù ha mà? mì có nghĩa là mì tù có nghĩa là cái hương vị ha hủ hủ mì có nghĩa là ngon quá rồi bây giờ ngược lại chúng ta muốn nói là dở quá khó ăn quá thì sẽ là hủ làn xịt hủ là xịt xịt là ăn làn là khó hủ là rất hủ làn xịt có nghĩa là khó ăn quá cái gì mà khó ăn quá thì chắc chắn sẽ là dở quá bạn dặn à, ngon quá thì sẽ là hủ hủ mì dở quá thì sẽ là hủ làn xịt rồi tiếp tục bây giờ à, chúng ta muốn nói là các món ăn này tôi đã tả, trả tiền hết rồi hay là các món ăn này tôi đã trả tiền xong thì chúng ta nói như thế nào nói như thế này ní tù tí dạ ngọ bỉ sai chính là ní tù tí dạ ngọ bỉ sai chính là chúng ta cùng nhau giải thích nè ní tù có nghĩa là ở đây ha ní tù có nghĩa là ở đây tí dạ tí dạ có có nghĩa là những cái món ha những cái món tí dạ ní tù tí dạ có nghĩa là các món ăn này như thế nào tôi là ngọ ngọ là tôi chín là tiền bỉ sai có nghĩa là trả hết à, ngọ bỉ sai chín ngọ bỉ sai chín có nghĩa là tôi đã trả tiền hay là tôi đã thanh toán tiền ha à, la có nghĩa là hết rồi thì trong trường hợp này nó có nghĩa là như thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại ní tù tí dạ ngọ bỉ, sai chỉ là Nghí tù tí dạ ngọ bị sai chỉ là có nghĩa là các món ăn này tôi đã thanh toán xong hay là các món ăn này tôi đã trả tiền hết rồi rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thí dụ như chúng ta muốn nói bạn mình mời bạn mình từ từ ăn nhé thì sẽ là lì màn mãn xịt lá lị màn mãn xịt lá lị là bạn màn mãn là từ từ chậm chậm ha từ từ thoải mái thôi màn mãn xịt là ăn lị màn mãn xịt lá lị màn mãn xịt lá có nghĩa là bạn ăn từ từ nhé cứ thoải mái lị màn mãn xịt lá rồi tiếp tục thí dụ như là chúng ta muốn nói bạn cùng tôi đi gặp một người bạn Bạn cùng tôi đi gặp một người bạn Thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này Lý thùng ngọ hôi kin Dách co phằng dạo Lỵ thùng ngọ hôi kin Dách co phằng dạo Lỵ là bạn Thùng là cùng Ngọ là tôi Lý thùng ngọ có nghĩa là bạn cùng tôi Làm gì? Hôi kin hôi là đi Kin là gặp Hôi kin là đi gặp Gặp ai? dắt co thằng dậu thằng dậu là bạn bè hai quý chị bạn thì lượng từ của nó là co dắt co thằng dậu có nghĩa là một người bạn chúng ta cùng nhau đọc lại nè lệ thùng ngọ hơi kinh dắt co thằng dậu lệ thùng ngọ hơi kinh dắt co thằng dậu có nghĩa là bạn cùng tôi đi gặp một người bạn thì thí dụ chúng ta muốn hỏi là bạn nào thế thì sẽ là mé thằng dậu a mé phần dậu a à. thì mé có nghĩa là cái gì ha dậu là bạn bè chúng ta cùng nhau đọc lại mé thằng dậu a mé phần dậu a à. là bạn nào thế rồi tiếp tục thí dụ như chúng ta muốn nói là đến nơi thì bạn biết thôi đến nơi thì bạn biết thôi chúng ta nói như thế nào người hồng kông nói như thế này hơi tu lệ mày chí lo hơi tu lệ mày chí lo hơi tu có nghĩa là đi đến lỵ là bạn mày chí ló mày chí ló có nghĩa là thì biết thôi mày chí ló có nghĩa là mày thì biết thôi rồi chúng ta cùng nhau đọc lại nè hơi tu lỵ mày chí ló hồi tu lỵ mày chí ló có nghĩa là đến nơi thì bạn biết thôi rồi tiếp tục thí dụ như chúng ta muốn nói là tôi không muốn gặp lại kẻ xấu xa thì chúng ta nói như thế nào tôi không muốn gặp lại kẻ xấu xa chúng ta nói như thế này ngọ ầm sản kiên phán co sới dành ngọ ầm sản kiên phán co sới dành thì chúng ta cùng nhau giải thích nè ngọ là tôi sản là muốn ầm sản là sẵn là không muốn ngọ ầm sản là tôi không muốn không muốn làm gì nè kin là gặp kin phán là gặp lại quý anh chị bạn lưu ý ha ghi lại những cái từ mới ha kin là gặp kin phán là gặp lại gặp lại ai nè xới dành xới dành là người xấu xa hay là kẻ xấu xa lượng từ của nó là co ha quý co xới dành có nghĩa là người xấu xa hay là kẻ xấu xa những người mà làm cho cái trái tim của mình đau đó thì thường thường là xối dành thế nhỉ có sứ dành kẻ xấu xa Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nè Ngọ Ưm Kim Kinh phán Có sứ dành Ngọ ầm sởn Kinh phán Có sứ dành Có nghĩa là Tôi không muốn gặp lại kẻ xấu xa Rồi tiếp tục Thí dụ như chúng ta muốn nói là Thật ra cô ấy không phải là người xấu xa Hay là Thật ra anh ấy không phải là người xấu xa Thì chúng ta nói như thế nào Nói như thế này Khi sạch khối ủm um hay sứ dành kè Khi sạch khối ủm um hay sứ dành kè Thì khi sạch Khi sạch là thật ra Khối là cô ấy hay là anh ấy Hay Hay là là âm um hay Là không phải là sứ dành Là người xấu xa Chúng ta cùng nhau đọc lại Khi sạch khối ủm um hay sứ dành kè Khi sạch hay xới ảnh kè có nghĩa là thật ra cô ấy không phải là người xấu xa hay là thật ra anh ấy không phải là người xấu xa rồi tiếp tục câu sau cùng mình cũng thấy hay hay mình muốn chia sẻ cùng quý chị các bạn nè Thí dụ như chúng ta muốn nói là muốn sửa chữa sai lầm cần phải tiếp thu ý kiến của người khác muốn sửa chữa sai lầm cần phải tiếp thu ý kiến của người khác thì chúng ta nói như thế này quý anh chị các bạn Yêu cẩu chân cho ầm Biết suối chìp sầu thá dành ke di kiên Yêu cẩu chân cho ầm bích sới chìp sầu thá dành ke di kiên rồi chúng ta cùng nhau giải thích nè Yêu là muốn cẩu chân từ vựng mới quý anh chị các bạn ghi lại cẩu chân là sửa chữa cho um cho um là sai lầm yêu cẩu chênh cho um có nghĩa là muốn sửa chữa sai lầm thì như thế nào bếp xối bếp xối bếp xối có nghĩa là cần phải cần phải làm gì chịp sầu Kịp sầu là tiếp thu tiếp nhận chịp sầu là tiếp thu tiếp nhận tiếp nhận gì thá dành là người khác ke là của di kiên là ý kiến Thá giành kè di kiên có nghĩa là ý kiến của người khác. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Yêu cẩu chênh cho ẩm. Um. Biết xối chiếp sầu. Thá giành kè di kiên. Yêu cẩu chênh cho ẩm. Um. Biết xối chiếp sầu thá giành, ke di kim có nghĩa là muốn sửa chữa sai lầm cần phải tiếp thu ý kiến của người khác thì quả thật là như vậy hết dạng nếu như mà chúng ta không nghe ai đó khuyên ha chúng ta làm sai thì người 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 khác người ta mới khuyên mình sửa chữa đi lại những con đường đúng đắn ha nếu như mình muốn sửa chữa sai lầm thì cần phải tiếp thu ý kiến của người khác yêu cẩu chân cho ẩm bích xối, chìm sầu thá dành cây di kim thì cái câu này rất là hay chúng ta có thể học thuộc lòng bỏ túi để tự nhắc nhở mình nhiều cẩu chân cho bích xối, chìm sầu thá dành kè di kim rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình thì có 14 câu rất là đơn giản thì quý anh chị và các bạn à, có thể học thuộc lòng hang và quý anh chị và các bạn cũng thích bài chia sẻ hôm nay của mình qua bài chia sẻ này thì à, quý anh chị và các bạn cũng biết nói là a à, à, tôi có thể ngồi xuống được không thì chúng ta nói như thế nào hay là chúng ta nói à, được mời ngồi thì chúng ta cũng biết nói như thế nào ha? Hay là chúng ta muốn nói à, cái gì đó ngon quá thì như thế nào? Hay là cái gì đó dở quá thì sẽ là như thế nào? Chúng ta cũng biết nói ha? Rồi hay là chúng ta muốn nói là các món ăn này tôi đã trả tiền hết rồi thì chúng ta cũng biết nói như thế nào hay là à, mời bạn mình cứ từ từ ăn nhé thì cũng biết nói như thế nào ha hay là chúng ta muốn nói à, bạn cùng tôi đi gặp một người bạn bạn cùng tôi đi gặp một người bạn à, lấy thùng ngọ hơi Kiên nhất co phần dậu thì chúng ta cũng biết nói hay là chúng ta muốn hỏi à, mẹ phần dậu a à? mẹ phần dậu a à? có nghĩa là gì thì chúng ta cũng biết ha. Hay là à, chúng ta muốn nói là đến nơi thì bạn biết thôi. Đến nơi thì bạn biết thôi, chúng ta cũng biết nói như thế nào. Hay là chúng ta muốn nói là ngòm xoảng kim phán có sứ dành. ngọ ngòm xoảng kim phán có sứ dành có nghĩa là gì thì chúng ta cũng biết. Hay là chúng ta muốn nói là À, thật ra anh ấy không phải là người xấu xa Thì chúng ta cũng biết nói như thế nào Hay là chúng ta muốn nói Muốn sửa chữa sai lầm Cần phải tiếp thu ý kiến của người khác Thì chúng ta nói như thế nào Chúng ta cũng biết ha Yêu cẩu chênh cho ừm Biết suối chìm sầu Thá dành ke di kiên Yêu cẩu chênh cho ừm Biết suối chìm sầu Thá dành ke di kiên rồi sau cùng mình luôn chúc cho quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng quảng, tó chè tại cá sáu thảy. Trân trọng và hẹn gặp lại. Choi Kiên, bye bye.